Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến các anh chị một món cá nướng trong bữa ăn cơm gia đình. Mình có thể ăn kèm với cơm hoặc là ăn kèm với bún đều ngon. Hôm nay em làm cá nướng muối xả nhé. Ở đây thì em chuẩn bị khoảng 400g cá. Ở đây là cá bớp nhé. Các anh chị mình có thể sử dụng cá biển hoặc là cá sông đều được. Mình rửa sạch và mình rửa với một chút rượu để nó khử được cái mùi tanh của cá nhé. Và bây giờ thì em sẽ làm đến cái phần muối để mình ướp cá. Đây là cái sả, mình sẽ bắt đầu mình cắt nhỏ ra để mình xay. Mình sẽ xay nhỏ cái sả này cùng với những cái gia vị để mình ướp cá của mình. Hai củ tỏi, một củ hành tím. Và bây giờ mình sẽ cho các cái gia vị khác. Em sẽ cho ở đây là khoảng một muỗng cà phê cái dầu hào, một muỗng cà phê tương ớt, một muỗng cà phê nước tương, một chút xíu tiêu, một muỗng đường, đây là đường. Và nếu các anh chị sử dụng bột ngọt thì mình cho một chút xíu bột ngọt và hạt nêm, nước mắm một chút xíu, và cuối cùng là ngũ vị hương, em cho khoảng một muỗng nhé. Cái ngũ vị hương này thì các anh chị nếu mà thích thì mình cho vào, không thì cũng không cần thiết. Mình cho vào để nó tạo cái mùi cho cái cá của mình. Và sau khi mình xay xong cái hỗn hợp thì bây giờ mình sẽ cho cá vào mình ướp. Mình sẽ ướp cá khoảng từ 30 phút đến 1 tiếng trước khi mà mình nướng nhé. Hôm nay thì em nướng bữa ăn gia đình, em nướng bằng nồi chiên không dầu nên là rất là đơn giản thôi. Mình chỉ cần ướp cá đủ thời gian thì mình ra cho ra mình nướng. Mình trộn thật là đều đi rồi mình ướp. Cái cá bớp này thì có một đặc điểm là nó không có nhiều xương. Nó ra có mỗi cái xương chính nha, còn cái da cá và cái phần thịt cá thì rất là béo. Sau khi mình ướp đủ 30 phút thì bây giờ em sẽ bắt đầu em nướng. Mà bây giờ các anh chị nướng thì mình gạt bớt cái phần sả và cái phần gia vị mình ướp đi nhé. Mình gạt như vậy để nướng lần đầu tiên. Khi mà cái thời gian nướng thì cái sả và cái gia vị của mình nó không bị cháy. Lát nữa thì mình sẽ cho nó lên sau ở cái lượt nướng thứ hai. Mình cho vào mình nướng thôi. Lần đầu tiên nướng thì em sẽ nướng với 10 phút và ở nhiệt độ là 190 độ C. Rất là nhanh thôi, cá của mình đã nướng xong một lượt. Đến cái lượt thứ hai thì các anh chị mình bắt đầu là mình lật nhé. Mình lật mặt cá và mình cho cái phần sả và gia vị lên trên cái mặt cá. Mình làm như vậy thì sẽ giúp cho cái phần sả và cái gia vị của mình nó cũng vàng giòn, nó ngấm đều vào cá, nó ngon nhưng mà nó không bị cháy. Nếu mà mình cho vào từ đầu thì cá của mình nó chưa chín mà cái gia vị nó lại bị cháy đó các anh chị. Đây là một cái mẹo rất là đơn giản, khi mà mình có nồi chiên không dầu thì mình có thể áp dụng để mình chiên những cái món cá hoặc là nướng những cái món cá như thế này, giúp cho cái phần sả ớt gia vị của mình nó vẫn không bị cháy, vàng thơm. Mình làm lần lượt như vậy cho đến hết nhé. Lần thứ hai này thì em cũng sẽ xét nhiệt độ là 190 độ. Nhưng mà thời gian thì mình sẽ giảm xuống là mình chỉ để khoảng 7 phút là cá của mình nó đã chín rồi. Rồi mình để 7 phút nhé.
đây. Sau 7 phút thì em lấy ra, em thấy các anh chị thấy là cái miếng cá của mình này nó vàng, và cái phần sả và cái lớp gia vị ở trên nó cũng vàng, nhìn rất là hấp dẫn. Và bây giờ thì mình chỉ cần lấy cá ra và ăn kèm với cơm. Hôm nay thì em sẽ ăn cá nướng kèm với dưa chua. Đây là cái dưa chuột em múi hôm trước, làm múi dưa, múi sổi chua ngọt, ăn kèm với cá nướng và cơm rất là tuyệt vời. Video thực hiện cái cá nướng bằng nồi chiên không dầu của em đến đây cũng kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở các video tiếp theo. Em cảm ơn các anh chị đã theo dõi và ủng hộ kênh nhé.